Hiện nay cái buổi chiều thì suy nghĩ cái thời gian rất là ít, nên suy nghĩ trích ra một cái chi pháp cho lý duyên khởi, tức là ái duyên thủ. Hôm nay sư sẽ trình bày về tứ thủ. Thì đây trong lý duyên khởi thì Đức Phật dạy rằng là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Thì có ái mới duyên cho thủ. Thì ái mà chúng ta đề cập, chúng ta phân tích theo lý duyên khởi thì gồm có sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Thì đối với sáu ngoại cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp mà chúng ta ái, mà chúng ta có ái theo kiểu ba cách, ba kiểu, nên thành ra có 18 ái. Lúc mà chúng ta ái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp một cách thông thường thì như vậy được gọi là dục ái. Thứ hai là chúng ta tham đắm vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, và chúng ta có một cái quan điểm rằng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là thường hằng, là vĩnh cửu, thì như vậy tức là chúng ta chấp theo cái kiểu gọi là thường kiến. Ta ái kiểu là thường kiến thì như vậy gọi là hữu ái, tức là chúng ta cho rằng cái đó là thường tồn hoặc biến, thì chúng ta ái kiểu này thì được gọi là hữu ái. Cái thứ ba gọi là phi hữu ái, tức là chúng ta ái vào sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, và chúng ta có một quan điểm cho rằng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp sau khi chúng ta chết nó là biến mất, mất hẳn, không còn gì hết. Thì chúng ta ái là chúng ta có tư tưởng quan điểm như vậy, gọi là phi hữu ái. Thì chúng ta ái vào sáu trần cảnh mà theo ba cách ái thì nó thành 18 ái, tức là 6 nhân 3 thành 18. Rồi chúng ta ái vào bên trong, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và chúng ta ái vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng có ba cách theo ba kiểu. Chúng ta dính mắt vào sáu căn, chúng ta ái một cách thông thường, chúng ta dính mắt vậy thôi, thì như vậy được gọi là dục ái. Và chúng ta ái liếng vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mà chúng ta còn có một quan điểm cho rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là thường, thường hằng, thường còn, thì như vậy được gọi là hữu ái, tức là chúng ta rơi vào thường kiến. Rồi chúng ta ái vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và chúng ta có một quan điểm rằng chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta chết thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tức là nó biến dị, nó mất hẳn, nó không còn gì cả, thì như vậy tức là chúng ta rơi vào đoạn kiến, tức là phi hữu ái. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta ái vào sáu căn cũng có ba cái cách, ba cái kiểu, thì sáu nhân cho ba thành 18. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta ái về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, thì như vậy nó gồm có 36 ái. Và 36 ái đó chúng ta dân 36 ái quá khứ, 36 ái hiện tại và 36 ái tương lai, thì như vậy thành 108 ái. Thì ở đây chúng ta còn dạy rằng ái duyên cho thủ. Thì chúng ta phải hiểu rằng ái và thủ nó khác nhau chỗ nào? Tức là thủ nó cũng là tham, nó cũng là ái, nhưng mà cái thủ thì cái tham nó mạnh, nó có sự chấp cứng và nó bám chặt trong đó nên gọi là thủ. Bây giờ sư sẽ cho một cái ví dụ. Giống như giờ chúng ta đi ra ngoài cửa hàng điện thoại di động, chúng ta thấy điện thoại nó đẹp, chúng ta vừa nhìn cái kiểu đó, cái màu đó, cái chúng ta thích, thì cái thích đó gọi là ái. Và khi đó chúng ta mới mua cái điện thoại đó về, để bắt đầu chúng ta trở thành của mình rồi. Rồi đó chúng ta mới, chúng ta còn ái đó, nhưng mà cái ái này nó mạnh hơn, nó trở thành thủ. Thế là chúng ta nghĩ là cái điện thoại này của tôi. Và khi mà ai làm hư cái điện thoại của mình, chạy cái điện thoại của mình, thì đó bắt đầu mình bực mình, mình khó chịu.
Thì qua giai đoạn này tức là qua giai đoạn thủ, tức là cái ái nó mạnh đó, cái tham nó mạnh gọi là thủ. Hay là giờ sẽ nói một ví dụ. Giống như anh chàng đó, anh mới gặp cái cô đó, anh vừa mới gặp lần đầu tiên, anh thấy cô này đẹp, anh thích, cái đó gọi là ái. Cho anh ta mới tìm đủ mọi cách để anh ta tán tỉnh cô gái này. Và khi mà anh ta đã lấy lòng được cô gái này rồi, thì cái cô gái nó trở thành người yêu của anh ta hay là vợ của anh ta, thì cái đó cái ái nó càng mạnh, cái tham nó càng mạnh đó. Thì cái giai đoạn này gọi là thủ. Thì chúng ta thấy rằng cái ái đó, chúng ta dễ bỏ, nhưng mà cái thủ chúng ta khó bỏ. Cái thủ rất là mạnh. Thì đây Đức Phật dạy rằng ái duyên cho thủ. Thủ tức là cái sự nắm chặt, chúng ta không có muốn buông ra, chúng ta nắm cứng như vậy, tức là chúng ta không chịu buông liền. Thì thủ Đức Phật dạy đó, thì chúng ta phải càng hiểu gồm có tứ thủ, đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã lực thủ, có bốn thủ. Thì bây giờ xin sẽ trình bày cho bốn thủ này đó, thì chúng ta tu tập, chúng ta xem thử nếu mà mình có những cái loại thủ nào chúng ta cố gắng chúng ta từ bỏ. Tại xưa giờ chúng ta không biết gì Phật pháp thì chúng ta chấp phải là bốn cái thủ này. Thứ nhất gọi là dục thủ. Dục thủ là gì? Tức là chúng ta bám chặt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tức là chúng ta bám vào năm dục. Chúng ta sống ở đời này đó, chúng ta không muốn buông lìa được năm dục. Nên bây giờ chúng ta có ngồi thiền, cái tâm chúng ta cứ nghĩ về sắc đẹp, chúng ta mơ mộng. Và chúng ta lại nghĩ tới những cái tiếng nào đó du dương hay là ngọt ngào, hay là chúng ta nhớ tới mùi hương thơm, hay là chúng ta nghĩ tới món ăn, hay là chúng ta nhớ lại cái sự xúc chạm dễ chịu. Thì chúng ta thấy rằng những cái bất thiện tham này đó, tức là nó làm tâm chúng ta dao động, chúng ta không thể nào tập trung vào cái đề mục của thiền định để chúng ta phát huy, để chúng ta chứng thiền, hay là có thể chúng ta để tập trung, chúng ta quan sát về thân thọ tâm pháp, tâm chúng ta nó cứ bị dao động trong năm dục. Thì chúng ta thấy rằng do chúng ta đã sanh tử nhiều đời, và trong kiếp nào cũng vậy, và hiện giờ chúng ta sanh ra, chúng ta cũng bị năm dục này chúng ta chấp chặt vào nó. Chúng ta chấp chặt vào như nhà cửa, xe cộ, đất đai, ruộng vườn. Thì những cái đó chúng ta nghĩ rằng những cái vật đó là của mình. Cái gì chúng ta có thì chúng ta chấp cái đó là của tôi. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta có những lúc mà chúng ta tu, đi tu chúng ta cũng không có đi được. Tại vì chúng ta dính mắc vào nhà cửa, chúng ta dính mắc vào con cái, chúng ta dính mắc vào cái này cái kia. Tức là chúng ta bị năm dục nó nắm lấy chúng ta. Chúng ta không thể nào buông lì được năm dục. Thì chúng ta thấy rằng tài sản, xe cộ, nhà cửa, danh vọng, bất cứ cái gì mà chúng ta có được đó, thì giờ chúng ta chết một cái thì những cái đó đâu phải là của chúng ta nữa. Chúng ta phải đi theo cái nghiệp mình để chúng ta tái sanh về cảnh giới khác. Và chúng ta sanh lại, tái sanh lại thì chúng ta cũng chấp nhận năm dục đó. Chúng ta bám chặt đó, chúng ta không có muốn buông lìa được năm dục. Thì cái sự mà chấp chặt vào năm dục đó, chúng ta không có buông lìa được đó, thì cái đó gọi là dục thủ. Nhưng như các sư tu tập mà dính vào chú xứ, chùa chiền hay là hội chúng, đại tử, vân vân, thì cái đó mà bị trói buộc đó, thì các sư cũng bị năm dục nó nắm chặt, và các sư không thể nào có thể tự tại và có thể an nhiên giải thoát được. Tức là năm dục nó trói buộc. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh đó, Phật có dạy rằng ta không thấy một sắc nào khác chiếm ngự tâm người đàn ông bằng sắc của người đàn bà. Chúng ta không thấy một tiếng, một hương, một vị, một xúc nào khác chiếm ngự tâm đàn ông bằng tiếng, hương, vị, xúc của người đàn bà. Người ta không thấy một sắc nào khác chiếm ngự tâm đàn bà như là sắc của người đàn ông. Ta không thấy một tiếng, một hương, một vị, một xúc nào khác chiếm ngự tâm đàn bà bằng tiếng, hương, vị, xúc của người đàn ông.
Thì chúng ta thấy rằng trong cái cõi dục này đó, chúng ta trói buộc bởi năm dục nên chúng ta cứ khổ đau hoài, chúng ta chấp chặt vào đó. Tại nhiều đời chúng ta đã bị đắm nhiễm, là chúng ta đã bị trói buộc vào cái năm dục này. Bây giờ chúng ta sanh ra cũng vậy, tức là chúng ta bị năm dục này nó trói buộc nên chúng ta không thể phát triển về thiền định hay là thiền tuệ để chúng ta đạt được đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng do có ái nên chúng ta mới có thủ, tức là dục thủ. Cho nên chúng ta tu thì chúng ta phải hiểu được rằng năm dục này đó, nó vui ít khổ nhiều, mà chúng ta đã nhiều đời đó, chúng ta phải dính mắc vào nó, chúng ta đã bị nó trói buộc, chúng ta không có thoát được. Cho nên người cư sĩ chúng ta đó, khi nào mà chúng ta có điều kiện để chúng ta đến trường thiền chúng ta tu tập, hay là chúng ta đến chùa để chúng ta thọ bát con trai, hay là chúng ta phát triển thiện pháp, thì chúng ta phải tận dụng, phải chúng ta phải cố gắng tinh tấn. Chúng ta đừng có dính mắc vào tài sản quá, đừng có dính mắc vào quyến thuộc quá, chúng ta đừng có dính mắc vào cái này cái kia nhiều quá. Tại vì chúng ta biết rằng, chúng ta phải cần hiểu rằng thời gian thì nó cứ trôi qua, là chúng ta sẽ giảm đi tuổi thọ và chúng ta phải chết. Rồi khi mà chúng ta chết rồi thì những cái tài sản của cả nhà cửa xe cộ quyến thuộc bạn bè vàng dòng đó chúng ta cũng bỏ lại, chúng ta đâu đem theo được. Thì chúng ta phải luôn nhớ rằng được làm người là khó, được gặp chánh pháp là khó. Tức là cái cơ hội mà chúng ta được làm người, cái cơ hội mà chúng ta gặp chánh pháp để chúng ta thực hành giáo pháp của Phật không phải là dễ. Không phải kiếp nào chúng ta cũng được may như thế này. Không phải là lúc nào chúng ta sanh ra chúng ta cũng gặp được chánh pháp. Có những kiếp trái đất thì đâu có Đức Phật xuất hiện ở đời, thì không có Đức Phật thì không có giáo pháp. Thì cái đó chúng ta có sanh lại làm người, chúng ta cũng theo ngoại đạo thôi. Chúng ta đâu có thể phát triển tu tập thiện pháp mà để đạt đến sự giác ngộ. Cho nên cái dục thứ nhất là chúng ta phải, cái thủ thứ nhất là chúng ta phải cần hiểu gọi là dục thủ. Thứ hai gọi là kiến thủ, tức là chúng ta chấp vào những cái quan điểm, cái sự hiểu của chúng ta, cái sự sai lệch mà nhiều đời chúng ta lại bám chặt, chúng ta không có chịu buông liền. Những cái tư tưởng sai quá, những cái hiểu sai, và chúng ta cứ chấp thủ, chúng ta đến Phật giáo nhưng mà chúng ta vẫn chấp vào đó, chúng ta không buông được. Như vậy được gọi là kiến thủ. Thì kiến thủ đó, chúng ta phân tách ra, chúng ta hiểu gồm là động kiến và thường kiến. Như thế nào gọi là thường kiến? Tức là chúng ta không gặp được Phật giáo hay là một số chúng sanh mà họ không hiểu giáo pháp Đức Phật, thì phần lớn là họ cho rằng có một đấng thần linh ban phước và tha tội, và đấng thần linh đó an bài sắp đặt cho số phận của mỗi con người, cho mỗi chúng sanh. Hạnh phúc, giàu nghèo, đau khổ, tốt xấu, sang hèn đều do một cái đấng thần linh nó tạo ra. Thì như vậy đó, tức là chúng ta rơi vào vấn đề gọi là thường kiến. Thứ hai nữa là chúng ta có một cái quan điểm, chúng ta nghĩ rằng có một cái thế giới vĩnh hằng và có một đấng sáng tạo, đấng giáo chủ, một đấng thần linh đó ở trên đó. Rồi chúng ta cố gắng nghĩ đến vị đó, rồi chúng ta làm theo cái vị đó. Rồi khi chúng ta chết, cái vị thần linh này nó sẽ rước cái linh hồn chúng ta sẽ về trên một cái cảnh giới đó, chúng ta sẽ trường tồn bất quý, chúng ta sẽ không còn già chết, chúng ta trở thành con người bất tử. Thì như vậy tức là chúng ta cũng rơi vào vấn đề tà kiến mà được gọi là thường kiến. Chúng ta cho có một cái giới, thế giới thường hằng. Thì đây đó, chúng ta mới cần hiểu rằng Đức Phật thuyết trong 31 cõi và cho hằng hà sa số thế giới đi nữa, thì Đức Phật dạy thế giới nào cũng do pháp hữu vi cấu tạo, thì đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, chứ không có gì gọi là thường cả. Chỉ có niết bàn thì mới gọi là thường là, nhưng mà niết bàn cũng là vô ngã. Thì bây giờ chúng ta có sanh về cảnh giới nào đi nữa cũng là pháp hữu vi, là vô thường thôi.
nên chúng ta đừng có nghĩ rằng có một cái cảnh giới thường hằng bất biến, chúng ta về đó chúng ta sẽ sống hoài, chúng ta không có già chết. Thì khi mà chúng ta có một cái quan điểm như vậy thì như vậy được gọi là tà kiến, gọi là thường kiến. Rồi lại nữa, chúng ta có cái quan điểm, cái sự chấp chặt đó, chúng ta cho rằng có một cái linh hồn vĩnh cửu, thường hằng bất biến, tức là cái thân này có hoại nhưng mà linh hồn đó, nó cứ không có bị hoại, tức là một cái linh hồn đó nó cứ tiếp tục. Con người chết có thể sanh lại làm người, chó chết sanh lại làm chó, chúng ta cho nó một cái linh hồn như vậy. Thì như vậy chúng ta cũng rơi vào cái vấn đề gọi là thường kiến, gọi là tà kiến. Thì có một số tôn giáo họ cho rằng có một cái linh hồn tồn tại bất biến, cái linh hồn đó mà họ còn nói rằng cái linh hồn đó nó không có thay đổi. Thì trong Phật giáo chúng ta gọi là tâm, tâm thức. Thì chúng ta thấy rằng tâm chúng ta tức là biết cảnh, tức là tâm chúng ta nó sanh từ cái con mắt, tức là nó biết được cảnh sắc. Tâm chúng ta nó đưa ngay lỗ tai là biết được cảnh thanh. Tâm chúng ta nó sanh từ mũi nó biết được cảnh mùi. Tâm mà chúng ta nó đưa ngay lưỡi nó biết được cảnh vị. Tâm chúng ta nó đưa ngay thân nó biết được cảnh xúc. Và tâm chúng ta nó đưa ngay ý nó biết được cảnh pháp. Bây giờ đó, có một số tôn giáo ngoại đạo họ cho rằng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ đó, sáu giác quan đó, họ cho là một cái linh hồn thường hằng bất biến, tức là rong ruổi từ đời này sang đời khác, người sang lại làm người, thú sang lại làm thú. Bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu được lời của Phật dạy thì chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta nó sanh lên là nó phải có đầy đủ những cái điều kiện và yếu tố, cái tâm chúng ta mới sanh, chứ không phải là tự nhiên nó có sẵn, nó là thường hằng. Thế như giờ các vị thấy cảnh vật đó, thì trong lúc mà các vị thấy được cái cảnh vật, cái cảnh sắc đó, thì thứ nhất là gì? Tức là con mắt chúng ta không có bị đuôi, chúng ta còn cái thần kinh nhãn. Thứ hai là có cái cảnh sắc đó. Thứ ba là chúng ta phải hiểu là phải có ánh sáng, tức là phải có ánh sáng là chúng ta mới nhìn thấy được đối tượng đó. Thứ tư nữa là chúng ta phải có sự tác ý, chúng ta muốn nhìn. Thì đầy đủ bốn cái điều kiện, bốn cái duyên này, cái tâm nhận thức chúng ta nó sanh lên, chúng ta biết được cái cảnh sắc đó. Chứ giờ có cái cảnh sắc đó mà chúng ta nhắm mắt lại chúng ta cũng thấy được đối tượng, hay là có cái cảnh sắc đó mà mắt chúng ta mù chúng ta cũng thấy được đối tượng, hay là có cái cảnh sắc đó mắt chúng ta mở đó mà chúng ta ngồi trong buổi tối 12 giờ khuya không có đèn, không có trăng, thì chúng ta cũng thấy được cái cảnh sắc. Thì chúng ta thấy là cái tâm nhãn thức chúng ta sanh lên nó phải đủ duyên, nó phải có điều kiện mà nó sanh, chứ không phải là tự nhiên nó có. Thì chúng ta thấy rằng nó do duyên sanh thì nó là vô thường. Và khi mà các vị nhìn lên sư, các vị thấy rằng cái nhãn thức các vị nhìn lên sư, nếu mà chúng ta phân tích theo vị diệu pháp, tức là mỗi cái sắc na tâm như vậy nó cứ tiếp nối sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, gọi là vô nhân duyên hay đẳng vô nhân duyên, chứ không phải là nó thường hằng, không phải là cái thấy của các vị nó thường hằng. Nhưng mà các vị tu thiền quán nó giai đoạn các vị thấy được tam tướng, hay là thấy được cái sự sanh diệt, cái tại sanh diệt các vị sẽ thấy được cái thấy của các vị sanh diệt liên tục, nó có cái gì gọi là thường hằng. Nhưng mà có một số ngoại đạo thì họ cho rằng đó là một linh hồn thường hằng bất biến. Rồi cái nghe chúng ta cũng vậy, cái ngửi chúng ta cũng vậy, và khi mà chúng ta nếm chúng ta biết vị cũng vậy, thân chúng ta xúc chạm chúng ta nhận biết cái cảm giác cũng vậy, và khi mà ý chúng ta nhận biết các pháp cũng vậy, tức là nó đủ điều kiện, đủ duyên nó mới sanh, chứ không phải là tự nhiên nó có sẵn. Chẳng hạn những cái tư tưởng chúng ta đi, chúng ta cho rằng cái tâm mình là thường hằng, vậy lúc nhỏ cái tư tưởng các vị khác, cái tâm hồn các vị khác, cái buồn vui các vị khác, cái suy nghĩ các vị khác và cái sự hiểu biết các vị khác. Bây giờ các vị thấy khác, lúc nhỏ chúng ta suy nghĩ khác, buồn vui khác, bây giờ chúng ta lớn lên cũng vậy, tức là cái suy nghĩ chúng ta, cái buồn vui, cái cảm giác chúng ta nó khác đi hồi nhỏ. Và mỗi ngày chúng ta thấy, chúng ta sống rằng có lúc tâm chúng ta khởi tâm thiện rồi nó cũng mất, có lúc chúng ta khởi tâm bất thiện rồi nó cũng mất.
thì chúng ta thấy nó là vô thường mà. Rồi cảm giác chúng ta cũng vậy, có lúc chúng ta buồn, buồn chút nó không hết, chúng ta vui những chút chúng ta thấy nó vui nó không hết, thì cái vui cái buồn này nó cũng do duyên, đủ điều kiện nó sanh. Chúng ta gặp cái cảnh thuận thì chúng ta vui, chúng ta gặp cảnh xấu chúng ta buồn, thì chúng ta thấy là buồn vui cũng do có điều kiện, có đối tượng để mà buồn vui nó sanh. Thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày cái tâm tánh chúng ta nó cũng thay đổi. Nếu mà các vị cho rằng có một linh hồn trường tồn bất quý mà nó như vậy đó, thì chúng ta không có thay đổi được. Cái người nào ác là ác hoài, cái người nào thiện là thiện hoài vậy. Thì chúng ta thấy có những người hồi xưa họ xấu, nhưng mà thời gian họ tu rất là tốt, thế là họ không còn có xấu như xưa nữa. Thì chúng ta thấy cái sự thay đổi, cái tâm họ thay đổi. Thì có những người tu hành rất là chân chánh, thời gian chúng ta thấy người đó hoàn tục cả đời làm những chuyện xấu, thì các thiện xưa nó đã mất rồi. Thì chúng ta thấy rằng cái linh hồn nào gọi là trường tồn bất biến không, tức là nó luôn thay đổi. Các vị ngồi đây, các vị nghe pháp, tức là các vị có tâm, các vị nghe, thì các vị nghe có lúc các vị cũng vui, có lúc các vị buồn, có lúc các vị thản nhiên, có những lúc các vị hiểu, có những lúc các vị không hiểu. Thì như vậy có những lúc chúng ta hương phấn, có những lúc chúng ta không hương phấn, thì chúng ta thấy cái tâm tư của chúng ta cảm giác cũng liên tục thay đổi. Vậy mà có một số ngoại đạo cho rằng đó, cái tâm đó là một linh hồn vĩnh cửu thường hằng bất biến. Thì như vậy cũng rơi vào vấn đề gọi là tà kiến và thường kiến. Thì chúng ta đến với Phật giáo thì chúng ta không có những cái tà kiến. Đó là sự đề cập lên cái vấn đề gọi là tà kiến mà thường gọi là thường kiến. Và thứ hai nữa gọi là đoạn kiến. Thì có một số tôn giáo, một số người họ có một cái quan điểm và cho rằng tất cả pháp hiện hữu ở đời này đều do không có nhân, không có duyên, tức là tự nhiên mà có, ngẫu nhiên mà có. Chúng sanh mà giàu nghèo, đau khổ, hạnh phúc cũng là ngẫu nhiên, chứ không phải là nhân, không phải do nhân do duyên. Nhưng mà chúng ta nó hiểu theo Phật giáo, chúng ta sanh ra đời mỗi người chúng ta có nghiệp khác nhau, tức là do nghiệp chúng ta tạo trong quá khứ, chứ đâu phải là tự nhiên. Các vị sanh ra đời, các vị giàu sang không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự nhiên. Các vị nghèo khổ cũng không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự nhiên, mà tất cả đều thiện và ác quá khứ các vị đã tạo. Thì có một số chúng sanh họ chấp vào đoạn kiến, tức là vô nhân kiến. Thì chúng ta phải cần hiểu rằng khi mà chúng ta nói về nghiệp, có những loại nghiệp gọi là biệt nghiệp, có những loại nghiệp gọi là cộng nghiệp. Biệt nghiệp là gì? Tức là mỗi người có nghiệp riêng. Chúng ta sanh ra, chúng ta ngồi đây đó, mỗi người chúng ta tạo nghiệp khác nhau. Chúng có người giàu, tức là do chúng sanh này họ tạo cái việc thiện quá khứ và bố thí, nên họ sanh họ giàu, đó là cái nghiệp riêng của chúng sanh này. Có những người sinh ra đời nghèo khổ, đây là cái nghiệp ác quá khứ của chúng sanh này tạo, thì cái đây gọi là nghiệp riêng của chúng sanh này. Ở đời này có những người sinh ra đời chúng ta thấy có dung sắc xinh đẹp, tức là chúng sanh này quá khứ họ tạo thiện nghiệp bằng cách là tu tập tâm từ, hay là không có giận hờn, không có sân hận, thì tới là chúng sanh này họ tạo cái nghiệp riêng, đó là cái thiện nghiệp trong quá khứ, nên nhờ họ hưởng cái quả phước, cái sự xinh đẹp. Có những người sanh ra đời rất là xấu xí, thì chúng sanh này, tức là cái nghiệp riêng của chúng sanh này, quá khứ chúng sanh này đã tạo ác nghiệp bằng cách nổi nóc nhiều, giận hờn nhiều. Thì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta, tức là tạo cái nghiệp riêng quá khứ, thiện ác chúng ta làm đó, mỗi người làm khác. Nên bây giờ chúng ta sanh ra đời, chúng ta có cái thân thể khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, sự sống khác nhau, tuổi thọ khác nhau, hạnh phúc khác nhau, đau khổ khác nhau, tức là cái nghiệp riêng mình tạo quá khứ. Như vậy gọi là biệt nghiệp, tức là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Và thứ hai nữa gọi là cộng nghiệp, tức là quá khứ có thể là chúng ta cùng nhau để làm cái việc ác đó, hay là quá khứ chúng ta có thể cùng nhau làm cái việc thiện đó. Chúng ta thấy ở đời này có những cái sự kiện đó, xảy ra mỗi người ở một cái địa phương, một cái tỉnh khác nhau, hay mỗi đất nước khác nhau, đến bây giờ đó, cái phút đó, thời điểm nó cùng nhau đi trên một cái chuyến bay, cái máy bay đó, nó gặp xuống chết hết, thì đó gọi là cộng nghiệp ác.
Tức là quá khứ chúng sanh này đã từng làm chung một cái điều ác gì đó. Quý vị thấy rằng dòng họ Thích Ca đó, tức là bị vua Lưu Ly qua tàn sát giết rất là nhiều người đó. Tức là dòng họ Thích Ca quá khứ đã tạo cái ác nghiệp, tức là cùng nhau để mà sát hại một số loài cá ở dưới sông, nên cái ác nghiệp nó đủ duyên cho quả, nên bị vua Lưu Ly qua giết nguyên một cái dòng họ, chết rất là nhiều người. Đó là dòng họ Thích Ca. Thì như vậy tức là gọi là cộng nghiệp ác. Rồi ở đời này chúng ta thấy rằng có những người đó, họ cùng nhau sanh lên một cái quốc độ đó hay là một cái dòng dõi đó. Chẳng hạn như là một số người họ tạo cái thiện nghiệp quá khứ, cùng nhau làm thiện, họ sanh lên làm con của vua, hoàng tử, công chúa, dòng dõi hoàng gia, họ hưởng cái phước đó, họ có quyền quy đó. Tức là họ cùng nhau nghiệp thiện quá khứ mà chúng sanh lại cùng nhau đó làm, nên họ sanh ra phải họ hưởng được cái thiện nghiệp đó. Cho nên chúng ta phải hiểu là nghiệp cộng nghiệp và biệt nghiệp. Thì đây đó, chúng ta phải hiểu rằng cái gì mà đến với chúng ta trong hiện cái sống này, thiện hay là tốt hay là xấu, thì cũng đều do thiện mà, nên không có gì gọi là ngẫu nhiên cả. Nhưng mà có một số tôn giáo, một số chúng sanh là quan điểm rằng sự hạnh phúc, giàu nghèo, tốt xấu hay là các pháp ở trên thế gian này hiện hữu đều là ngẫu nhiên, tức là không có nhân, không có duyên. Thì như vậy rơi vào động kiến, gọi là vô nhân kiến. Thứ hai nữa, tức là cái có một số chúng sanh, một số tôn giáo họ có một cái quan điểm mà họ chấp vào cái vấn đề gọi là vô hành kiến. Tức là họ cho rằng những cái hành động mà thiện mà ác chỉ có tên gọi vậy thôi, chứ thật sự ra làm ác không có đưa đến sự đau khổ, làm thiện không có đưa đến sự an vui. Làm ác không có đưa đến kết quả xấu, làm thiện không có đưa đến kết quả tốt. Thì như vậy tức là rơi vào vấn đề động kiến, gọi là vô hành kiến. Thứ ba nữa là có một số tôn giáo, một số chúng sanh họ chấp vào cái vấn đề gọi là vô hữu kiến. Tức là họ cho rằng cái gì mà họ không thấy, không nghe, không biết thì họ cho rằng không có. Tức là họ cho rằng không có cõi trời, không có sự luân hồi, không có những người chứng đạo, không có người chứng thiền. Những chúng sanh là phàm phu thì họ đâu có tu tập thiền định hay là tu tứ niệm xứ đâu mà họ đắc thiền đắc đạo để họ cảm nhận được cái vấn đề này, họ cảm nhận được cái pháp này. Mà họ đâu có cái, có thần thông để họ thấy được các cõi trời, họ đâu không có thần thông, họ không thấy được các cảnh giới địa ngục, họ không thấy, họ cho rằng không có. Thì những chúng sanh này rơi vào vấn đề gọi là vô hữu kiến, nó cũng thuộc về tà kiến, gọi là động kiến. Thì đây đó, chúng ta phải hiểu rằng trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sanh ra đời đó, thì còn lớn là chúng ta bị rơi vào hai cái vấn đề này, đó là thường kiến và động kiến. Bây giờ chúng ta đến Phật giáo rồi thì chúng ta biết rằng những cái điều này nó không có phù hợp với chân lý, chúng ta phải bỏ đi, chúng ta đừng có chấp giữ nó nữa, chúng ta đừng có bám lấy nó nữa, mà chúng ta phải gạt nó qua, chúng ta phải xóa sạch nó, để chúng ta đừng có rơi vào cái vấn đề gọi là kiến thủ, những cái tư tưởng sai lầm nhiều đời mà chúng ta bây giờ chúng ta cứ bám chặt đó, chúng ta nắm đó mà chúng ta không chịu buông. Hay là sư thấy các Phật tử chúng ta đó, đã theo Phật giáo nguyên thủy, chúng ta đã theo đạo Phật rồi, chúng ta còn thờ ông Địa, ông Thần Tài, và chúng ta nghĩ rằng thờ những cái người đó sẽ phù hộ cho mình, sẽ ban phước cho mình, sẽ che chở cho mình, nhưng mà chúng ta không có hiểu về nghiệp. Chúng ta xem các vị đó như là đấng thần linh vậy. Mà Đức Phật không có ban phước, không có tha tội cho chúng ta, Đức Phật cũng không có ban phước được, thì những cái vị này làm sao mà ban phước được. Mà giờ thật sự ra ông Thần Tài, ông Địa thật sự ra trong kinh sách cũng có nghe nói đến, mà không biết từ đâu để có. Mà giờ có số Phật tử chúng ta đã đến Phật giáo và chúng ta đã tu tập hiểu theo lời dạy Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn thờ những cái vị này, chúng ta vẫn lễ lại, chúng ta cúng kiến, chúng ta vẫn còn chấp vào những cái tư tưởng sai lầm, như vậy cũng được gọi là kiến thủ. Thì chúng ta thấy rằng có những cái gì đó mà nó không hợp với Phật giáo, mà xưa giờ chúng ta theo cái truyền thống thì chúng ta thấy không phù hợp nữa, nó là mê tín dị đoan.
nó không đúng với chân lý thì chúng ta phải bỏ đi. Nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta làm như vậy đó, thì tức là chúng ta rơi vào vấn đề kiến thủ. Và cái tà kiến này nó sẽ đeo đuổi chúng ta, và chúng ta sanh ra đời tiếp tục chúng ta sẽ đeo đuổi theo những cái pháp này nữa. Chúng ta gieo nhân nào chúng ta sẽ gặp cái quả đó. Nên chúng ta đến đạo Phật đó, chúng ta thấy cái gì mà nó không có phù hợp nữa, không hợp với chân lý thì chúng ta hãy bỏ. Hay là người cư sĩ chúng ta đó, đến với Phật giáo chúng ta hiểu về nhân quả rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn có những cái tư tưởng sai lệch. Chúng ta làm cái gì chúng ta phải xem ngày, chúng ta xem tháng, và chúng ta coi cái ngày đó có tốt hay là ngày xấu, và chúng ta vẫn còn những cái tư tưởng đó. Như vậy chúng ta cũng rơi vào vấn đề gọi là kiến thủ. Nếu mà chúng ta tin ngày tốt ngày xấu, tức là chúng ta không tin về nghiệp báo. Chúng ta lựa cái ngày nào tốt đó, để chúng ta khởi hành đó, thì ở trên thế gian này sư thấy bằng lớn ai cũng được ngày tốt cả. Nhưng mà có người làm được, có người làm không được. Cái người làm được tức là do cái phước của họ, cái sự hiểu biết của họ, cái sự siêng năng của họ, cái sự tính tâm của họ, chứ không phải do ngày đó. Có những người đó họ cũng lựa cái ngày đó họ cho là tốt, nhưng mà họ làm vẫn thất bại. Tại vì chúng sanh này không có phước, và chúng sanh này thiếu trí tuệ, và chúng sanh này không có sự siêng năng. Bây giờ người cư sĩ chúng ta đó, đến Phật giáo chúng ta hiểu về nghiệp đó, nên chúng ta hãy từ bỏ những cái tư tưởng sai lầm, những cái truyền thống mà xưa giờ chúng ta chưa biết về Phật giáo chúng ta phải dứt phải. Bây giờ chúng ta phải bỏ hẳn. Thì đây chúng ta phải nhớ rằng kiến thủ thì gồm có thường kiến và động kiến, tức là những cái tư tưởng sai lệch mà chúng ta đã ái lý, chúng ta đã nắm chặt mà chúng ta không có buông lìa. Bây giờ chúng ta có gặp chánh pháp, chúng ta có gặp bậc thánh, chúng ta có gặp đức Phật thiết cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không có bỏ được, thì như vậy được gọi là kiến thủ. Đó là cái chi pháp thứ hai. Cái chi pháp thứ ba tức là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Tức là những cái hình thức chúng tu tập sai lệch mà không phải là con đường tứ niệm xứ, không phải là con đường bát chánh đạo, không phải là con đường giới định tuệ. Và chúng ta xưa giờ chúng ta cố chấp vào cái phương pháp đó, chúng ta cho rằng những cái phương pháp tu sẽ giúp cho mình được giải thoát, giúp cho mình được giác ngộ, mà nó không phải nằm trong tứ niệm xứ bát chánh đạo. Thì như vậy tức là rơi vào vấn đề giới cấm thủ. Thời Đức Phật á, thì nhiều cái tôn giáo họ cũng có những cái phương pháp để họ tu, họ cho rằng tu như vậy họ sẽ được giải thoát. Có một số đạo lõ thể họ tức là họ tu họ không có bận quần bận áo gì đó, chằn chuồn gì đó, họ mới có một cái quan điểm rằng á, mấy đứa bé nó mới sinh ra tức là nó cũng ở chằn ở chuồng, mà trong lúc nó mới sinh ra thì nó không có dính mắc vào tài sản, nó không có chấp cái gì hết, thì giống như nó được tự tại, thì họ cũng bắt chước theo cái cách tu tập giống như đứa bé vậy đó. Tức là ở trần ở chùa nghĩ là mình không còn dính mắc cái gì cả, mình sẽ được giải thoát. Thì như vậy Đức Phật dạy là mấy những chúng sanh này đó, tức là rơi vào cái vấn đề giới cấm thủ. Cho nên Đức Phật dạy có những điều hổ thẹn mà chúng sanh lại không hổ thẹn, những điều không hổ thẹn mà chúng sanh lại hổ thẹn. Sự trần truồng đó là một sự hổ thẹn, nhưng mà chúng sanh này họ nghĩ như vậy là họ cảm thấy hãnh diện, họ nó tu như vậy là tốt. Thì ở đây đứa bé thật sự ra nó mới sanh ra, tuy là nó chưa phân biệt đây là cha đây là mẹ, nhưng mà đứa bé nó vẫn có tham sân si. Giống như mấy đứa bé, mấy đứa nhỏ mới sanh ra, chúng ta thấy rằng cho nó uống sữa nó cũng thích vậy. Khi mà nó đang uống sữa tức là nó thích, là tâm tham, mà chúng ta giật cái bình sữa ra là nó khóc, nó là tâm gì, tâm sân, và nó đâu có hiểu biết cái gì đâu, thì nó là cái tâm si, nó có tâm si. Thì đứa bé nó vẫn có tham sân và si, chứ không phải là nó là cái người hoàn toàn thanh tịnh giải thoát. Cho nên nó có một số đạo lõa thể thì họ nghĩ tu như đứa bé như vậy đó, tức là họ sẽ được giải thoát. Thì những cái trường hợp này rơi vào vấn đề giới cấm thủ. Rồi có một số tôn giáo, một số người thờ Đức Phật á, họ tu bằng cách là ép sát khổ hạnh. Có thể là họ nghĩ rằng họ sẽ hành hạ cái thân xác này, do hành hạ cái thân xác này để trả nghiệp. Và họ làm như vậy sẽ cảm động đến đấng thần linh, và đấng thần linh sẽ cứu họ, và họ sẽ được giải thoát.
sáng sớm bắt đầu cái họ đi xuống sông Hằng, cái họ ngâm nước, trời rất là lạnh, hay là có thể họ nằm trên bằng trong, hay là hơi mình trong một cái đống lửa nóng. Thì những chúng sanh này đó, tức là họ làm như vậy, họ tưởng là làm như vậy họ sẽ được giải thoát, thì những chúng sanh này cũng rơi vào vấn đề giới cấm thủ. Và nói chung á, hiện giờ sẽ thấy ở Việt Nam chúng ta cũng vậy rất là nhiều. Chúng ta không có tu theo tứ niệm xứ Bát Chánh Đạo, tức là chúng ta lại đi những cái phương pháp gì đó, có thể chúng ta khổ hạnh. Thì như vậy đó, thì chúng ta vẫn rơi vào cái vấn đề giới cấm thủ. Và chúng ta phải cần hiểu rằng thời Đức Phật á, đã xảy ra nhiều cái chúng sanh mà họ tu theo cái phương pháp sai lệch, họ chấp vào đó, họ không buông liền. Cho dù có gặp Đức Phật thiết, họ cũng không có chịu nghe. Thì trong Trung Bộ Kinh nó có nói lại về cái trường hợp mà có hai du sĩ ngoại đạo đó. Một người thì tu theo cái hạnh con bò, một người thì tu theo cái hạnh con chó. Tức là có một cái du sĩ ngoại đạo đó, họ tu theo cái hạnh con bò, họ đến thì họ thương Đức Phật, họ nói rằng thầy họ dạy tu á, tức là giống như con bò vậy, ăn cũng giống như con bò, ngồi cũng giống như bò, đứng cũng giống như bò, và làm y hệt giống như con bò ấy. Thì cái du sĩ ngoại đạo này nói rằng thầy họ dạy đó, phải làm như vậy thì sau này do thực hành như thế sẽ đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Và khi đó đi đến Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy rằng nếu mà ông thực hành như vậy, nếu mà được thành tựu thì ông sẽ sanh đồng với loài bò. Tức là mình làm cái gì đấy, cái nghiệp cái nhân nào thì giống cái quả đó, hưởng cái quả đó. Tức là mình làm cái cách mà giống như bò, tâm tư giống như bò, cái cử chỉ giống như bò, thì mốt mình sanh đồng với loài bò. Thì Đức Phật mới dạy rằng nếu mà ông không thành tựu thì sau khi ông chết ông sẽ sanh vào cảnh giới địa ngục. Tức là Đức Phật dạy rằng nếu mà cái vị tu sĩ ngoại đạo này tu mà thành tựu được cái pháp này đó, tức là sẽ thành bò. Còn nếu mà không thành tựu được làm bò thì sanh xuống cảnh giới địa ngục. Thì cái tu sĩ ngoại đạo nó nghe cái mới hiểu được lời dạy của Đức Phật, và cái đó nó từ bỏ cái phương pháp gọi là giới cấm thủ. Thì đây chúng ta tu tập á, nếu mà chúng ta không gặp được chánh pháp thì phần lớn là chúng ta rơi vào giới cấm thủ mà chúng ta không biết. Là có một cái du sĩ ngoại đạo tu theo hạnh con chó, tức là đi cũng giống như chó, ngồi cũng giống như con chó, và nằm cũng giống như con chó, ăn cũng giống như chó. Thì khi mà đến gặp Đức Phật, Đức Phật dạy cái cách mà ông tu tập như vậy, nếu thành tựu ông sẽ đồng với loài chó, và nếu không có sanh với loài chó thì ông chết, ông sanh vào cảnh giới địa ngục. Thì những du sĩ ngoại đạo này mới khóc, mới nói rằng là Thế Tôn, xưa giờ con đã bị những người thầy con lừa đảo con, lừa gạt con. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không gặp được chánh pháp thì chúng ta sẽ rơi vào cái vấn đề gọi là giới cấm thủ. Hay là thời Đức Phật có những cái người họ tu bằng cách là họ khổ hạnh. Khổ hạnh tức là 7 ngày có thể họ ăn một lần, hay là họ ăn rau, ăn cỏ, ăn bông, ăn hoa, chứ họ không ăn vật thực giống như mình bình thường. Họ cho vậy là tu, tu vậy sẽ được giải thoát. Thì những cái cách tu của họ có một cái hiểu như vậy, tức là họ rơi vào vấn đề giới cấm thủ. Vậy bây giờ chúng ta tu tập á, mà chúng ta muốn không rơi vào giới cấm thủ á, thì chúng ta phải hiểu được lời dạy của Đức Phật, và khi đó chúng ta thực hành tứ niệm xứ Bát Chánh Đạo đó, thì chúng ta sẽ không rơi vào cái vấn đề giới cấm thủ. Khi mà các vị tu tứ niệm xứ rồi, các vị trải nghiệm đó, các vị quan sát thân thọ tâm pháp, thì đó các vị thấy được cái bản chất của pháp, và các vị loại trừ được phiền não, bớt tham, bớt sân, bớt si á, thì khi đó các vị trải nghiệm thì cái đó cái niềm tin các vị sẽ vững. Và khi mà chúng ta tu tập đến giai đoạn mà chúng ta nhận thức được vô thường của vô ngã của thân và tâm này, thì chúng ta chứng đạo quả trở thành bậc thánh, thì cái đó chúng ta thật sự ra không còn bao giờ dấp phải về vấn đề giới cấm thủ. Khi mà chúng ta có hành thiền kinh nghiệm chỉ chút ít thôi, thì chúng ta thấy rằng không có phương pháp nào giải tỏa vì gì bằng cách là chúng ta thực hành tính định sớm. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta an trú được thân thọ tâm pháp thì phiền não đâu có sanh khởi được. Tại khi các vị mà đang quan sát cái đối tượng xảy ra, thì trong lúc mà tâm chúng ta sanh lên, trong lúc này chúng ta chánh niệm, thì trong khoảng khắc có tham sân si nó có mặt.
Và khi mà chúng ta thắc niệm, khi mà có phiền não tham sân khởi, chúng ta quan sát, chúng ta nhìn cái tâm sân đó, rồi nó biến mất. Ở tâm chúng ta trở lại mát mẻ, chúng ta không còn sân nhận nữa. Thì đó chúng ta cảm nhận được cái sự an lạc khi mà chúng ta thực hành giáo pháp. Thì chúng ta thấy rằng chỉ có tứ niệm xứ bát chánh đạo mới có thể loại trừ được phiền não vi diệu. Cho nên khi chúng ta tu tập á, tứ niệm xứ tức là chúng ta đang thực hành theo con đường gọi là bát chánh đạo như thế. Cho nên các bậc thánh khi mà các ngài đã đạt được đạo quả trở thành bậc thánh của đường quần rồi, thì các ngài biết rằng chỉ con đường tứ niệm xứ, con đường bát chánh đạo mới diệt được phiền não, phải đưa đến sự giác ngộ giải thoát, chứ không ngoài cái phương pháp nào khác cả. Nên các ngài không còn dấp phải vào cái vấn đề giới cấm thủ nữa. Thì mình sẽ thấy Phật tử chúng ta thì cũng vẫn còn một số chúng ta chưa hiểu giáo lý, chúng ta vẫn còn câu nệ vào những cái hình thức, và chúng ta vẫn làm những cái gì đó mà nó không có phù hợp với lời dạy của Phật. Thì như vậy chúng ta vẫn rơi vào vấn đề giới cấm thủ. Thì ở đây đó, chúng ta hiểu rằng giới cấm thủ tức là chúng ta có một cái pháp hành sai lầm mà chúng ta là chấp chặt, chúng ta gặp những bậc thánh, chúng ta gặp Đức Phật, chúng ta gặp những người có trí ra đời, tức là những vị này chỉ dạy chúng ta theo con đường bát chánh đạo tứ niệm xứ, mà chúng ta lại không chịu nghe, chúng ta lại cố chấp theo cái hình thức cũ mà chúng ta không buông bỏ, thì như vậy rơi vào cái vấn đề gọi là giới cấm thủ. Cho nên người cư sĩ chúng ta thấy mình còn những cái hành động nào, những cái việc làm mình mà rơi vào giới cấm thủ là chúng ta phải bỏ liền. Tại chúng ta tu, chúng ta đến giáo pháp này là để chúng ta dẹp sạch những cái gọi là tà kiến, những cái sai, những cái quấy, để chúng ta làm cho tâm mình nó trong sáng, làm cho chi kiến mình nó được đúng đắn. Nhiều đời chúng ta đã dấp phải rồi, bây giờ chúng ta đã biết rồi, chúng ta đừng có công nghệ rồi cái đó nữa, rồi chúng ta phải dẹp liền. Và chúng ta đến chùa đó, thì suy nghĩ là người cư sĩ chúng ta muốn không dấp phải vào vấn đề gọi là giới cấm thủ đó, thì chúng ta phải thường xuyên chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe pháp để chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy. Và khi đó chúng ta phải thực hành giáo pháp, tức là chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ. Chúng ta có pháp học và pháp hành, thì như vậy nó sẽ bảo đảm quý vị không bao giờ rơi vào cái vấn đề giới cấm thủ, câu nệ vào cái hình thức nữa. Đó là cái thủ thứ ba, đó là giới cấm thủ. Và bây giờ xin hãy đề cập đến cái thủ thứ tư gọi là ngã thủ. Ngã thủ là gì? Tức là chúng ta chấp vào năm uẩn này là tự ngã ta của ta. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không gặp vào giáo pháp của Đức Phật hay là những ngoại đạo, thì dĩ nhiên là họ chấp vào thân và tâm năm uẩn này là tự ngã, họ chấp chặt, họ cho rằng đây là tự ngã của họ. Thì như vậy tức là rơi vào vấn đề gọi là ngã thủ. Thì ở đây đó, chúng ta phải cần hiểu, nếu mà chúng ta không có hiểu được giáo pháp của Phật, chúng ta không có thực hành đến niệm xứ, thì mỗi cái uẩn như vậy chúng ta chấp có bốn cách, thì nhân ra thành 20 tà kiến. Thì cái sự chấp đó gọi là ngã thủ. Chúng ta chấp vào năm uẩn này ta của ta. Thì sắc uẩn chúng ta chấp có bốn cách, tức là sắc là ta, ta là sắc, sắc trong ta, ta trong sắc. Thọ chúng ta chấp có bốn cách, thọ là ta là thọ, thọ trong ta, ta trong thọ. Tưởng chúng ta chấp có bốn cách, tưởng là ta là tưởng trong ta trong tưởng. Hành chúng ta chấp có bốn cách, hành là ta là hành trong ta trong hành. Thức chúng ta chấp có bốn cách, tức là thức là ta là thức trong ta trong thức. Thì như vậy, tức là chúng ta chấp vào năm muỗng như vậy thì thành có 20 tà kiến. Thì bây giờ chúng ta muốn bỏ được cái thân kiến này đó, cái tà kiến mà chúng ta chấp vào ngã luận kiến, ngã thủ, thì chúng ta phải hiểu được giáo lý Đức Phật và chúng ta thực hành tứ niệm xứ bát chánh đạo, để chúng ta mới thấy được năm muỗng này là vô thường như thế nào, khổ như thế nào, vô ngã như thế nào. Thì như vậy chúng ta không có rơi vào vấn đề gọi là ngã thủ.
Thì giờ đó chúng ta nó có thực hành tứ niệm xứ đó, chúng ta mới thấy được cái thân này là vô ngã, cái thọ này là vô ngã, cái tưởng này là vô ngã, cái hành này là vô ngã và cái thức này là vô ngã, để chúng ta không rơi vào cái vấn đề gọi là ngã thủ. Cái thân của các vị đó, phần lớn là chúng ta, các Phật tử chúng ta hay là đối phòng của chúng ta cứ nghĩ rằng sắc là ta là sắc, sắc trong ta trong sắc, tức là chúng ta nghĩ rằng cái thân này cái sắc uổng này là tự ngã của mình. Vậy bây giờ các vị đó kêu rằng thân ơi đừng có già, nó có, các vị có làm được không? Các vị làm được. Các vị nói rằng thân ơi đừng có bệnh, các vị có kêu đi nữa, các vị có nói như vậy nữa thì nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, chúng ta đâu có điều động được. Như vậy mới gọi là vô ngã. À, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quan sát cái sắc uẩn này lâu ngày, chúng ta thấy nó rằng rỗng không, do duyên mà có, thật sự ra không có một cái bản ngã nào cốt lõi là chúng ta. Khi chúng ta tu tập tới niệm xứ lâu ngày, chúng ta thấy mỗi cái tế bào sắc pháp hay chỉ nó đất nước lửa gió mà hợp thành, không có một cái cốt lõi, không có một cái linh hồn, không có một bản ngã, và không có gì gọi là tôi của tôi. Thì đó chúng ta sẽ không còn gọi là ngã thủ, không có chấp vào cái thân này tự ngã. Và chúng ta có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta quan sát cái cảm giác, chúng ta thấy là cái cảm giác này cũng đủ duyên, nó sanh, buồn cũng do duyên, vui cũng do duyên và thản nhiên cũng do duyên. Tức là cái thọ đó, chúng ta thấy rằng nó cũng do duyên, nó do duyên hợp thì nó rỗng không, nó không có cốt lõi và chúng ta không điều động được nó. Chúng ta muốn một ngày từ sáng đến chiều chúng ta vui, chúng ta muốn rằng nguyên ngày nay chúng ta sống trong cái niềm vui hạnh phúc, nhưng mà nó đâu có nghe lời mình. Chúng ta muốn vui, chúng ta nở nụ cười cỡ một chút thôi, cái niềm vui nó cũng tan biến mất, nó chỉ kéo dài theo cái ý mình. Thì như vậy chúng ta điều khiển được nó là vô ngã. Và có những lúc đó chúng ta muốn cái tâm mình nó được bình thản, nó được thản nhiên, được tự tại, nhưng mà chúng ta muốn như vậy được, như vậy nó cũng không được. Và có những lúc cái thản nhiên nó sanh lên chút xíu rồi nó cũng tan biến. Thì chúng ta thấy là cái cảm giác đó, chúng ta cũng điều khiển được. Có lúc mình nó vui, có lúc nó buồn, có lúc nó thản nhiên. Chúng ta không điều động được thì cái bản chất nó là vô ngã. Thì chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta quan sát cái vui, chúng ta quan sát cái buồn, chúng ta quan sát thản nhiên đó. Chúng ta thấy rằng cái vui nó sanh ra, quan sát nó cũng mất, cái buồn quan sát nó cũng mất, cái thản nhiên quan sát nó cũng mất, không có làm chủ được. Chúng ta hiểu được cái lý vô ngã nên chúng ta không còn gọi là ngã thủ. Rồi chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta nghĩ là cái tưởng là tự ngã của mình. Những cái kinh nghiệm đó, chúng ta thấy kinh nghiệm có lúc này khác, lúc kia khác, có lúc thì chúng ta nhớ, có lúc chúng ta quên. Chúng ta thấy là có lúc thì nó tưởng cái này, có lúc nó tưởng cái kia. Có những lúc chúng ta kêu nó tưởng về ăn Đức Phật, hay là tưởng về cái bất tịnh, hay tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng vô ngã. Chúng ta kêu nó làm vậy, nó cũng không có làm theo ý mình, nó cứ tưởng về những cái điều xấu, chúng ta không làm chủ được. Là cái sự kinh nghiệm của chúng ta vậy, có lúc thì chúng ta nhớ, có lúc chúng ta quên, có những lúc chúng ta muốn nhớ lại chúng ta nhớ không được, chúng ta không đâu có làm chủ được. Nó cứ liên tục nó thay đổi, có lúc này lúc khác, thì bản chất nó là vô ngã. Chúng ta có tu tới niệm xứ, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái sự kinh nghiệm đó cũng liên tục nó thay đổi, do duyên mà có, cũng là rỗng không vô ngã. Từ đó chúng ta không có rơi vào vấn đề ngã thủ. Rồi có những lúc mà chúng ta chấp vào cái hành đó là tự ngã, chúng ta cố tâm để chúng ta hành thiền, chúng ta cố ý để chúng ta chánh niệm. Và có những lúc chúng ta cố ý chúng ta khởi tâm sân, có những lúc chúng ta cố ý chúng ta khởi tâm tham, và có những lúc chúng ta cố ý chúng ta chửi người khác, có những lúc chúng ta cố ý để chúng ta hành động những cái điều bất thiện, và có những lúc chúng ta cố ý để chúng ta làm thiện. Thì chúng ta thấy rằng cái sự cố ý này đó, tức là những cái tâm hành đó, có lúc thì thiện, có lúc thì bất thiện. Từ sáng đến chiều chúng ta thấy cái hành đó, có lúc thiện, có lúc bất thiện. Có những lúc mà chúng ta chánh niệm gọi là hành thiện, chúng ta nói tâm ơi hãy cố gắng chánh niệm liên tục từ sáng đến chiều, mà chúng ta nói vậy nó cũng không có nghe lời, tức là nó cũng thất niệm, nó thất niệm, thì nó đâu có nghe lời mình đâu, mình đâu có làm chủ được. Và có những lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta có sự kinh nghiệm đó, chúng ta muốn cái kinh nghiệm nó tồn tại mãi,
nhưng mà nó sanh lên trước con mắt, thế là chúng ta không có điều động được. Để có những lúc đó, cái tâm chúng ta hướng về điều ác mà chúng ta muốn bỏ nó, chúng ta bỏ không được, mình không có điều động được. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm hành đó, tức là cái sự diễn tiến của nó, tức là nó liên tục diễn tiến. Nếu mà chúng ta đó, không có thực hành giáo pháp Đức Phật là nó diễn tiến theo cái bất thiện đó. Còn khi mà chúng ta có tu tập thì chúng ta cố gắng để chúng ta diễn tiến theo cái thiện. Nhưng mà thiện á, thiện đó mà tổng không đó, vẫn đủ duyên nó có, hết duyên nó cũng diệt. Nên trong lúc mà chúng ta chánh niệm cũng do duyên, chỉ có chánh niệm chứ không có người chánh niệm, chỉ có sự hiểu biết chứ không có người hiểu biết, chỉ có sự bố thí chứ không có người bố thí. Trong lúc đó chỉ có tâm thiện chứ không có con người thiện. Chúng ta thấy thiện nó cũng là động không vô ngã. Nên chúng ta tu tập tính niệm xứ lâu ngày, chúng ta quan sát được những vấn đề này, chúng ta thấy hành cũng là vô ngã, nên chúng ta không còn vấp phải một vấn đề gọi là ngã thủ. Hay là chúng ta nhận thức qua sáu giác quan một cách đơn thuần đó, thì cái sự nhận thức đơn thuần đó là thức uẩn. Thì cái thức uẩn này nó cũng đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt, đủ điều kiện nó sanh. Thì chúng ta quan sát chúng ta thấy nó cũng động không, cũng có điều động được. Chúng ta mở mắt ra, chúng ta kêu nhãn thức ơi đừng có thấy, nhưng mà nó cũng thấy. Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta kêu rằng nhãn thức ơi hãy nhìn thấy cảnh sắc đó, nhưng nó đâu thấy được. Tức là chúng ta không có làm chủ được. Chúng ta bật cái lỗ tai chúng ta lại, chúng ta kêu nhĩ thức ơi hãy nghe cái âm thanh đó đi, nó không nghe. Và khi chúng ta không có bật lỗ tai, chúng ta kêu nhĩ thức ơi đừng có nghe cái âm thanh đó nha. Và cái âm thanh đó lớn thì bắt buộc nó phải nghe. Nên chúng ta không có làm chủ được, không có điều động được. Chúng ta hiểu rằng thức cũng là vô ngã. Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày, chúng ta mới thấy được năm uẩn này là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Nghĩa là chúng ta sẽ không dấp phải vào vấn đề gọi là ngã thủ. Cho nên chúng ta muốn diệt được trục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thủ thì không bằng cách nào khác là chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ. Chúng ta đi theo đường bát chánh đạo, thì đó chúng ta mới diệt được cái thủ này. Và chúng ta diệt được thủ thì chúng ta đâu có hủ, chúng ta đâu có tạo nghiệp. Thì đó là hôm nay sẽ trình bày trong cái chi pháp gọi là thủ, trong cái lý duyên khởi. Thì kỳ tới sư sẽ trình bày trong cái lý duyên khởi cho người cư sĩ chúng ta hiểu về cái pháp này, để chúng ta biết, để chúng ta tu tập, để chúng ta đi sâu vào cái lời dạy của Đức Phật và chúng ta thực hành nó rất là tốt đẹp. Thì sư nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lạc, có phần phước là phát sanh sinh danh đến cho đại đức tăng và chia đến các sư sanh viên, thầy chia đến cho tất cả chư thiên vô trời tất tứ đại thiên vương và chư thiên ở sáu cõi dục giới và chư thiên ở ngôi chùa viên tuệ này. Và cũng phần phước này xin chia đến các cô tu nữ và toàn thể các nữ phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành, để đoàn tận khổ đau thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cảm thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu lành thai ngon đêm lòng thành kính cúi đầu lành.